Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với bài học tiếp theo trong nội dung series khóa học là xử lý khủng hoảng truyền thông trực tuyến by Phan Anh. Tôi là Phan Anh, là giảng viên đại học, thì các bạn đã biết rồi, cũng đã nói chuyện với các bạn trong nhiều video rồi, đúng không? Và để không mất thời gian nữa thì bài học này tôi sẽ nói về cách nhận diện một cái sự cố nó khác gì với một cái vụ khủng hoảng truyền thông. Sự cố truyền thông rất nhiều, nhưng mà khủng hoảng truyền thông thì như thế nào? Những dấu hiệu gì cho thấy rằng là đó là một cuộc khủng hoảng chứ không phải là sự cố? Bởi vì đôi khi chúng ta sẽ bị chết, chúng ta sẽ bị ăn đòn đủ vì chúng ta không nghĩ rằng đấy là một cuộc khủng hoảng. Chúng ta lại nghĩ rằng đó chỉ là một sự cố. Nhưng mà nó lại là một cuộc khủng hoảng và nó khiến cho chúng ta đưa ra những cái giải pháp sai lầm, đúng không? Vậy thì cái bài học này tôi sẽ nói về cách nhận diện một cuộc khủng hoảng truyền thông. Ok. Thì đầu tiên các bạn sẽ trả lời cho một số câu hỏi như sau. Thứ nhất, đây có phải là một tình huống, một cái sự cố này là báo hiệu, một cái dấu hiệu hay một cái điềm báo của một cái nguy cơ có thể leo thang hay không? Nha. Cái từ khóa của nó là gì? Điềm báo cho một nguy cơ có thể leo thang và đạt được cái mức nguy hiểm. Các bạn nhớ cho tôi cái từ khóa là nguy cơ có thể leo thang. Nếu như một cái sự cố này mà bạn cho rằng nó không có nguy cơ leo thang, leo thang lên đến mức nguy hiểm, thì có thể nó sẽ không phải là khủng hoảng truyền thông, mà nó chỉ là một sự cố đơn giản nhỏ lẻ thôi. Mà sự cố thì đây, đúng không? Thứ hai, câu hỏi thứ hai là cái nguy cơ này, cái sự cố sự việc này, cái chủ thể bị này, chẳng hạn trường hợp là cái doanh nghiệp này, cái thương hiệu này, hay là cái cá nhân này, có thể là một ngôi sao ca sĩ hay diễn viên điện ảnh hay thậm chí là một giảng viên, đúng không? Thì cái liệu rằng nó có nguy cơ bị bới móc, bị đào bới quá khứ hay không nhá. Cái từ khóa của cái câu hỏi số 2 là bới móc, đào bới, đào mộ quá khứ. Thế là thế nào? Thế là ví dụ như là bây giờ liên quan đến, giả sử như tôi đi, liên quan đến ông Phan Anh, cái vụ việc này là vụ việc của ông Phan Anh bị dính vào một cái bê bối liên quan đến vấn đề tiền bạc chẳng hạn. Thì liệu rằng trước đó, những năm trước đó, những tháng trước đó, ông Phan Anh có dính những cái bê bối này với những người khác hay không? Hay là ông Phan Anh có những cái bê bối nào khác? Bởi vì cái sự lan tỏa từ một cái chủ thể là ông Phan Anh, hay là cái ông A bà B, hay là một cái thương hiệu C, nó bắt đầu lan tỏa, nó giống như là chúng ta ném một cái viên sỏi xuống mặt hồ, đúng không? Thì nó sẽ tạo ra các gợn sóng lan tỏa ra. Đấy. Câu hỏi số 2 là cái nguy cơ này liệu có bị bới móc hay không? Có bị đào mộ quá khứ hay không? Ok. Câu hỏi số 3. Sự cố này, cái vụ việc này có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, hoạt động thường ngày của doanh nghiệp, của cá nhân, của thương hiệu đó hay không? Nha, mình phải trả lời cho câu hỏi là có ảnh hưởng hay không, ảnh hưởng ở mức độ nào. Nếu như mình thấy nó không ảnh hưởng, nó vẫn bình thường, nó vẫn ok, thì có thể đó là sự cố chứ không phải là khủng hoảng. Ok, đấy là câu hỏi số 3. Và câu hỏi số 4 là sự cố này liệu rằng có gây ra những tổn hại, tổn thương liên quan đến uy tín, thương hiệu, hình ảnh của doanh nghiệp, của sản phẩm, dịch vụ, hay là của một cá nhân, con người hay không? Đấy. Liệu rằng nó có ảnh hưởng đến khả năng kinh doanh, đến tình hình sản xuất và đến lợi nhuận của doanh nghiệp hay không? Các bạn trả lời cho tôi cái câu hỏi này. Như vậy, tôi xin phép tóm tắt lại các bạn là có 4 cái câu hỏi để nhận diện một cái cuộc khủng hoảng chứ không phải là một sự cố. Đó là cái tình huống này có leo thang hay không này, nguy cơ này có bị bới móc hay không này, sự cố này có ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp hay không này, sự cố này có tổn hại đến hình ảnh, uy tín, thương hiệu, tài chính, hoạt động thường ngày của doanh nghiệp hay không này, đúng không? Đấy là cái câu hỏi mà các bạn cần phải lưu ý, được chưa ạ? Ok, tôi vừa trình bày với các bạn một số những câu hỏi để các bạn nhận diện được cái vấn đề đó. Thế thì bây giờ tôi sẽ trình bày sang phần thứ hai, vẫn là những cái nhận diện khủng hoảng
một cái cuộc khủng hoảng truyền thông chứ không phải là một sự cố nhá. Theo cái tiến trình của nó, ở đây là tôi đưa ra cái lát cắt là theo tiến trình để chúng ta có thể nhìn vào đấy, chúng ta nhận diện đấy có phải là một cuộc khủng hoảng hay không. Và đôi khi nếu mà chúng ta nhận ra rồi một cách chậm rãi thì có thể chúng ta đang ở giữa tâm bão rồi, chứ không phải là chúng ta đang đứng ở ngoài để nhìn vào đâu, chứ không phải là thời gian mới bắt đầu đâu. Cho nên chúng ta cần phải nhanh nhạy, nhưng mà đây chúng ta cứ cần phải hiểu về cái quy trình của nó đã. Khi hiểu về cái quy trình của nó rồi thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta đang ở đâu và đó là một cuộc khủng hoảng hay là một sự cố. Ok, thứ nhất là chúng ta để ý rằng là chúng ta phải luôn luôn đề phòng khủng hoảng nó có thể xảy ra. Chúng ta luôn phải có tâm thức như thế, đón chờ nó, chứ không phải là nó không xảy ra đối với mình. Thứ hai, đúng không ạ, chúng ta sẽ để ý rằng là mạng xã hội liên tục nói nhiều về cái vụ việc của chúng ta thông qua các từ khóa, thông qua các bài viết. Cái này thì chúng ta có thể sử dụng phần mềm để chúng ta đo lường tìm kiếm được. Đấy, nói nhiều, nói những cái thông tin có xu hướng tiêu cực. Chứ còn nếu mà họ nói nhiều, họ khen, họ chúc mừng, họ cảm ơn thì tôi nghĩ là tuyệt vời quá, đấy không phải là khủng hoảng, đúng không ạ, đấy là truyền thông tích cực, rất là tốt rồi. Đấy. Thứ ba, cái dấu hiệu thứ ba đấy là cái lượng truy cập vào website hoặc fanpage hoặc là những cái kênh mà chính thống của chúng ta tăng cao, tăng đột biến trong một thời gian ngắn. Cái từ khóa người ta tìm nhiều, đúng không? Người ta truy cập vào để người ta đào bới, người ta tìm thông tin. Thậm chí là cái Facebook cá nhân của chúng ta cũng bị vào comment, bị vào dội bom, bị vào chửi bới. Rất kinh khủng. Bị vào lấy những bài viết, lấy những hình ảnh đó ra. Đấy là cái logic của một cái cuộc khủng hoảng nó sẽ xảy ra. Thế rồi thì vụ việc được liên tục được cập nhật thông tin, tình tiết mới, thêm những cái tình tiết rất là thú vị, thêm những cái tình tiết mới chưa bao giờ được khai phá, thậm chí có xu hướng thêu dệt. Thêu dệt tức là sao? Tức là nó có thể không có thật. Tôi hay nói vui đấy chính là một tác phẩm văn học, đúng không ạ? Ví dụ như là chủ thể là ông A, bà B, nhưng mà có những cái chuyện không hề liên quan đến ông A và B cũng được đưa vào, cũng được nói để sao ạ? Để mà cho câu chuyện nó thêm mắm, thêm muối, thêm hấp dẫn. Bởi vì cộng đồng mạng mà, ai cũng muốn mình giỏi giang, ai cũng muốn mình được nổi tiếng, được câu view, được té nước theo mưa, đúng không? Thí dụ như là tôi nói ví dụ như là cái vụ việc gần đây này, cái vụ việc mà nữ sinh bắn gà ấy, là rồi thì cộng đồng mạng là gì ạ? Nói rằng là hung thủ, cái nghi can ấy là con của một cái cán bộ công an. Đấy thì đấy là cái tin do cộng đồng mạng họ bịa đặt, họ sáng tạo ra. Hay là nữ sinh bán gà này còn đang có thai. Thì đấy, đấy, tất nhiên là cái vụ việc này nó không phải là khủng hoảng truyền thông, nhưng mà tôi đang cố gắng giải thích thêm một cái ví dụ là nó có nhiều cái thông tin là được khai thác, những cái tình tiết mới liên tục được bơm vào sự kiện. Và trong đó nó có cả những cái tình tiết không có thật, những cái tình tiết phi thực tế. Thì tôi đang chứng minh, lấy cái ví dụ đấy để chứng minh cho một cái lát cắt đấy là cái tình tiết không có thật, chứ còn nó không phải là vụ việc khủng hoảng truyền thông, các bạn hiểu ý không ạ? Ok. Tiếp theo đó là gì ạ? Báo chí, TV, truyền hình chính thức, đúng không? Các cái cơ quan ngôn luận, báo chí, truyền hình, phóng viên là chính thức làm việc về cái vụ việc này. Chẳng hạn như báo A, báo B, báo C bắt đầu làm tin, bắt đầu đưa bài, truyền hình phỏng vấn, chuyên gia phát biểu, vân vân. Người nổi tiếng, chuyên gia, rồi thì đại biểu quốc hội, rồi thì cơ quan công an, chính trị gia, vân vân, bắt đầu là vụ việc này không được, cái người này như thế không tốt, doanh nghiệp này như thế không được, vân vân, chúng tôi sẽ quyết truy cho tới cùng, vân vân. Đấy, những cái kiểu như thế. Thì lúc này đã đến là cái bước là gì, chúng ta thấy rằng là cũng có vẻ bắt đầu nguy hiểm rồi đấy. Rồi bắt đầu là những cái cơ quan ngôn luận cao hơn nữa, báo chí trung ương, báo chí địa phương, truyền hình quốc gia như là đài V, đài C bắt đầu đưa tin. Rồi thì cơ quan công an có thể là bắt tay vào điều tra vụ việc, xem rằng là doanh nghiệp này có phải gian lận hay không, có trốn thuế hay không, rồi thì cá nhân này có vi phạm các vấn đề về pháp luật hình sự hay pháp luật hành chính hay không, vân vân. Và sau đó thì đấy là bắt đầu là lúc đó thì khủng hoảng có thể đã xảy ra rất là kinh khủng rồi. Có thể bạn nhìn nhận lại toàn bộ những câu hỏi, toàn bộ cái quá trình như vậy thì các bạn đã thấy rằng là có khi chúng ta đang ở cái giai đoạn tâm bão, đang giai đoạn khủng khiếp nhất rồi.
và có khi thời điểm này chúng ta không còn cứu vãn được gì đâu, đúng không? Vậy thì chúng ta học trước, nhìn trước, thấy trước cái quy trình ấy đi. Thì khi ta nhìn vào một cái vụ việc thì chúng ta sẽ biết rằng nó đang ở đâu. Và nếu như chúng ta là một người bên ngoài, khách quan, chúng ta có thể đưa ra được những lời cố vấn rất là tích cực, rất là phù hợp với cái vụ việc và với những cái người mà có liên quan. Với tư cách là các bạn là một chuyên gia, các bạn là một cố vấn về truyền thông, về xử lý khủng hoảng trực tuyến, đúng không? Rồi, ok. Thì tôi vừa trình bày với các bạn một số những cái câu hỏi và một số những cách nhận diện cho một cái cuộc khủng hoảng truyền thông, thay vì là những cái sự việc, sự cố nho nhỏ, đúng không? Thì hy vọng là tôi đã cung cấp cho các bạn một số thông tin hữu ích để các bạn có thể hiểu thêm về cái tiến trình và cái quá trình khủng hoảng truyền thông nó xảy ra. Và tôi xin phép được nhấn mạnh rằng là khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra với bất kỳ doanh nghiệp nào, dù lớn hay nhỏ, với bất kỳ thương hiệu nào, dù lâu đời hay mới phát triển, với bất kỳ cá nhân nào, dù nổi tiếng hay là người bình thường. Cho nên chúng ta hết sức thận trọng và chúng ta học kỹ cái chương trình này của tôi và duy trì cái mối quan hệ với các chuyên gia trong lời khuyên của tôi trong những cái video bài học tiếp theo để chúng ta có được những cái nhìn tốt nhất. Ok, xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào.